Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 47 Xin mời mở bản kinh ra Khoa chú Nguyễn Trung Trang 56 Nguyễn Trung Trang 56 Phục thứ phổ quản Nhược vị lai thế trung Diêm phụ đề nội sát lợi Bà La Môn trưởng giả cư sĩ Nhất thiết nhân đẳng Cập dị tánh chủng tộc hữu tân sản giả hoặc nam hoặc nữ thất nhật chi trung tạo giữ, độc tụng thử bất tư nghị kinh điển cánh vi niệm bồ tát danh khả mãn vạn biến thị tân sanh tử hoặc nam hoặc nữ túc hữu ương báo tiện đắc giải thoát an lạc dị dưỡng thọ mạng tăng trưởng nhược thị thừa phước sanh giả Chuyển tăng an lạc Cập giữ thọ mạng Đây là Dạy lúc sinh sản Cần phải tu phước như thế nào Thuốc men chữa trị Vệ sinh Sự việc này Thời hiện nay phát triển rồi và tình trạng chuyển biến tốt hơn quá nhiều so với trước đây vào thời xưa đặc biệt là ở những vùng nông thôn còn lạc hậu thì việc sinh sản là việc lớn có liên quan đến tính mạng cho nên phật ở chỗ này đặc biệt nêu ra dạy cho chúng ta tu học như thế nào làm thế nào có thể bảo vệ mẹ con được bình an phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết quan hệ giữa người trong gia đình này vô cùng mật thiết Chắc chắn có nhân duyên sâu dày Chứ không phải tụ hợp ngẫu nhiên Nhân duyên vô cùng phức tạp Phật đem nhân duyên phức tạp này Quy nạp Phân ra thành bốn loại lớn Đây là Trên Kinh thường nói Báo ân, báo oán, đòi nợ trả nợ cho nên nó mới hội tập thành người trong một gia đình cha con anh chị em tóm lại không thể rời khỏi mối quan hệ này do nhân duyên nhiều đời như vậy mới trở thành người một nhà trong ngạn ngữ thường nói không phải oan gia không gặp nhau lời nói này rất có đạo lý nhưng sau khi giác ngộ rồi thì người trong gia đình bạn trở thành quyến thuộc trong pháp như vậy rất tốt vô cùng thù thắng không giác ngộ thì người trong gia đình này tụ lại để báo ân báo oán qua lại với nhau như vậy thì thật sự là khổ không thể tả rồi rốt cuộc báo ân thì ít mà báo oán thì nhiều trả nợ thì ít mà đòi nợ thì nhiều cho nên cả đời người thế gian việc bất như ý thường chiếm đa số đây là sự thật mà đích thân chúng ta đã từng trải qua và chính mắt trông thấy cho nên con cái sanh ra nhất định phải biết nhân duyên đời trước của nó Quả báo là bình đẳng Bất luận là phú quý hay bần tiện Trên kinh nêu ra Sát lợi Đây là dòng dõi vua chúa trước đây Ở Ấn Độ Bà La Môn Đây là những nhà tôn giáo có địa vị rất cao Ở trong xã hội Trưởng giả cư sĩ Đây là người có phước báo Phi dưới nói Nhất thiết nhân đẳng cặp gì tánh chủng tộc Phạm vi bao gồm là rất rộng Bốn giai cấp ở Ấn Độ Thấy đều bao gồm ở trong đó Chúng ta thường gọi là Giàu nghèo sang hèn nghè. Bất luận loại thân phận nào Bất luận thuộc địa vị nào Cũng chắc chắn không thể tránh khỏi việc sanh sản Và lại nỗi đau khổ mà sinh sản phải chịu là bình đẳng Gia đình giàu sang thì chăm sóc chu đáo hơn một chút Còn gia đình nghèo khó chăm sóc kém hơn một chút Nó tóm lại nỗi khổ này đã không thể tránh khỏi rồi Phật dạy cho chúng ta phương pháp Thất nhật chi trung Tảo giữ độc tụng Thử bất tư nghị kinh điển Đây là sớm Tụng niệm tốt nhất Nếu như người Trong gia đình có tín ngưỡng đối với Phật Pháp Có thể tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Đà Cần phải đọc tụng vào lúc nào vậy? Là đọc tụng lúc mang thai Mỗi ngày Đọc một bộ kinh Địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Hoặc giả là niệm một ngàn Danh hiệu Địa tạng Bồ Tát Cần dùng tâm chân thành Cung kính mà Tụng niệm thì sẽ được phước báo rất lớn cho dù đứa con được mang thai này là đến để báo oán là oan gia trái chủ mà đến bạn có thể chăm sóc nó được như vậy thì oán kết này sẽ được hóa giải bạn có ân đối với nó nó sẽ không báo oán nó đến cảm ơn chuyển biến phải bắt đầu từ lúc ban đầu Chỗ này nói là Mức thấp nhất Phải trước khi sanh 7 ngày Đương nhiên bạn làm được càng sớm thì càng tốt Cho nên chúng ta hiểu rõ đạo lý này Biết phương pháp này Thì tốt nhất là nên đọc trong lúc mang thai Dựa theo phương pháp này mà tu hành Người làm mẹ Tâm bình khí hòa Chân thành cung kính thanh tịnh bình đẳng khởi tâm động niệm quyết định ảnh hưởng đến thai nhi hiện nay dùng lý luận khoa học để nói thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn đây là cũng thuộc về hiện tượng của sống trong phật pháp có nói giống như tất cả dạng pháp ở thế giới tây phương cực lạc đều phát ra ánh sáng vậy. không những trên thân người phát ra ánh sáng mà dạng vật đều như vậy. thật ra thế giới cực lạc ánh sáng chiếu khắp thế gian chúng ta lẽ nào không phát ánh sáng hay sao? Nếu như toàn bộ tất cả người và vật của thế gian chúng ta Không có ánh sáng chiếu khắp giống như thế giới Tây Phương cực lạc Thì nói nhất chân Pháp giới sẽ không thông được rồi Đâu có chuyện nơi này có ánh sáng đặc biệt lớn Còn nơi kia không có ánh sáng Thế thì làm sao nói thông được chứ Nhất định phải biết Nhất chân Pháp giới bao gồm cả Pháp giới này của chúng ta ở trong đó không phải nói sau khi lìa khỏi pháp giới này của chúng ta mới có nhất chân pháp giới khác không có đạo lý này trinh kinh nói là sự việc gì nơi đó ánh sáng chiếu khắp mọi người đều có thể ít thân cảm nhận được nơi này của chúng ta ánh sáng cũng chiếu khắp nhưng chúng ta không có cảm nhận được đạo lý là như vậy chứ không phải ánh sáng không chiếu tại vì sao chúng ta không cảm nhận được Do tâm không thanh tịnh Tâm quá loạn rồi Vọng niệm quá nhiều Nên cảnh giới này Bạn không thể nhìn thấy được Chứ không phải không có Nơi đây không có khác gì So với thế giới cực lạc Thế giới hoa tạng cả Dùng cách nói của vật lý hiện nay Sẽ rất dễ hiểu Quan là gì? Quan là hiện tượng do sống sanh ra. Chỉ cần động thì liền có sống. Nhà khoa học hiện nay gọi nó là sống, nhà Phật chúng ta gọi là quan. Quan chính là sống. Toàn bộ tất cả vật chất hiện nay mọi người đều biết vật chất được tạo thành như thế nào phân tích đến cuối cùng biến thành nguyên tử điện tử hạt cơ bản những vật chất cơ bản này trạng thái của nó như thế nào là động phật không cần dùng những thiết bị khoa học này phật nhìn thấy rất rõ ràng thiết bị tiên tiến nhất hiện nay vẫn không thể quan sát được nhưng Phật đều nhìn thấy rất rõ ràng Phật nói cho chúng ta biết hiện tượng này Lời Ngài nói rất khéo léo uyển chuyển Nói ra chân tướng này Nhưng không có ai tin Không có ai tiếp nhận Cho nên Cách nói đó rất vi diệu Sức cao minh Chúng ta gọi đó là phương tiện thiện xảo phật nói hiện tượng vật chất đã nói với chúng ta bốn nguyên tắc đất nước lửa gió đất nước lửa gió là nói cái gì là nói vật chất cơ bản hiện nay gọi là hạt cơ bản nó nhất định có bốn hiện tượng này đất là gì nó là có hình tướng bạn có thể nhìn thấy được như vậy gọi là đất Đất là đại biểu cho vật chất Mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy Dưới kính hiển vi độ phân giải cao Phát hiện Nhìn thấy được điều này Phật không cần nhờ đến thiết bị Mắt của Phật gọi là ngũ nhãn viên minh Ngài có thể nhìn thấy được Phạm phu chúng ta không thể nhìn thấy Sở dĩ mắt của Ngài nhảy bén hơn chúng ta ngày nhìn thấy được hiện tượng này vật chất cơ bản được hình thành như thế nào nó có mang điện cho nên lửa lửa chính là điện dương nước chính là điện âm chúng ta ngày nay nói nó có độ ấm nó có độ ẩm gió là gì nó là ở trạng thái động chứ không phải đứng yên đây là nói vật chất cơ bản Toàn bộ tất cả hiện tượng vật chất Kể cả hệ thống tế bào của chúng ta Đều là hiện tượng này Bạn thường nghĩ xem Nó sao có thể không động cho được chứ Hạt cơ bản nó cũng chuyển động Động điền sanh ra sóng Phạm vi của sóng bao lớn vậy? Xin thưa với các vị là Lý luận và sự thật đều giống nhau Sống này phủ khắp đến tận hư không khắp Pháp giới Sau đó bạn thử nghĩ xem Thiên địa dạng vật biết bao nhiêu chúng sanh khởi tâm động niệm Thì sống đó sẽ càng rõ rệt hơn Biên độ sống sẽ càng lớn Vật chất sống của nó tương đối yếu ớt, tương đối nhỏ bạn mới biết được sống trong không gian chúng ta Cái sống đó phức tạp cỡ nào Trên Kinh Phật nói Thiện niệm, thiện tâm Thì sống sẽ ổn định Dịu dàng Sau khi bạn tiếp xúc Sẽ sanh tâm hoan hỷ Tiếp xúc cảm thấy rất dễ chịu Ác niệm Ác tâm Thì sống sẽ rất mãnh liệt bạn cảm nhận thấy cả người khó chịu hiện nay có người gọi hiện tượng này là từ trường cũng được nói từ trường cũng được ở trung quốc đại lục người luyện khí công thì gọi là khí đều được đều là chỉ một sự việc này bạn nói khí cũng được trong phật pháp gọi là quan là sống là từ trường cùng một đạo lý từ đó cho thấy thần thức này đến đầu thai là họ có ý niệm vì có ý niệm nên họ có sống cho nên người mẹ khởi tâm động niệm mọi cử chỉ đều ảnh hưởng đến thai nhi sở dĩ trung quốc thời xưa xem trọng thai giáo đạo lý chính là chỗ này chúng ta biết trong sách xưa nói thai giáo đã nói ra một số nguyên lý nhưng không có nói tường tận thấu triệt như thế này Chúng ta đọc xong Thấy nửa tin nửa nghi Không biết tính nghiêm trọng Của sự ảnh hưởng này Không biết được Chúng ta ngày nay hiểu rõ Chân tướng sự thật này của sống Mới biết được Khởi tâm động niệm Ảnh hưởng quá lớn Quá lớn đến thầy giáo Cho nên bậc làm cha mẹ Trong thời gian mang thai Trong giai đoạn này thời tâm động niệm đều là thiện đều là thanh tịnh thì thai nhi sẽ được lợi ích rất lớn người nào cũng hy vọng là con cái mình tốt lành cháu hiền con hiếu vậy nó như thế nào trong lúc mang thai chính chúng ta phải làm việc hiếu phải hiếu hết mình thì sống của hiếu sẽ ảnh hưởng đến thai nhi chúng ta tu tịnh tu thanh tịnh tu phước như vậy mới chân thật gieo hạt giống cho thai nhi không phải không có đạo lý như định không phải mê tín tại vì sao Phật Đà dạy chúng ta đọc bộ kinh này bộ kinh này là kinh hiếu tinh thần mà trong bộ kinh này nói quy nạp lại thành bốn chữ hiếu thân tôn sư hiếu thân tôn sư là nền tảng chính yếu của thế gian và xuất thế gian chúng ta tu học phật pháp đại thừa bắt đầu học từ đâu vậy bắt đầu học từ địa tạng địa là tâm địa tạng là kho báu kho báu trong tâm địa là gì vô lượng trí huệ vô lượng đức năng đức là phước đức năng là năng lực kỹ thuật vô lượng tài nghệ là kho báu vốn đầy đủ trong tự tánh chúng ta cái này gọi nó là địa tạng kho báu chôn ở dưới đất giống như chúng ta ngày nay gọi là mỏ vàng Nếu như chôn ở dưới đất Không khai thác Tuy có nó mà chúng ta không sử dụng được Bạn phải biết khai thác Dùng phương pháp gì để khai thác vậy? Khai thác kho báu của tự tánh Nhất định phải dùng tánh đức Phải dùng cái công cụ này Tương ưng với nó mới có thể khai thác được Trong tánh đức đức thù thắng đứng đầu đó là hiếu kính cho nên hiếu kính mới có thể khai thác kho báu của tự tánh được tu học phật pháp đại thừa phải bắt đầu học từ đâu vậy học địa tạng trước bắt tay học từ đây trước tiên học hiếu đạo xây dựng sư đạo từ trên hiếu đạo phật pháp là sư đạo sư đạo xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo năm xưa tôi có gặp một số pháp sư đến nước mỹ để hoằng pháp khi tiễn họ lên đường tôi khuyến khích họ đến nước mỹ không nên xây chùa miếu tôi khuyên họ xây từ đường để đề xướng hiếu đạo Vì sao vậy? Nếu như không có hiếu đạo Thì chắc chắn Phật Pháp không thể cấm rễ được rồi Đạo tràng Phật Pháp không thể xây lên được Vì không có nền tảng Phật Pháp là sư đạo Xây từ đường là tốt Xây từ đường Hoàng Dương Phật Pháp Hiệu quả lớn hơn rất nhiều So với xây chùa miếu do đó bạn xây chùa miếu người ta vừa nhìn thấy đó là phật giáo người không tin phật giáo họ không bước vào cái duyên này bị cắt đứt rồi ta xây từ đường mỗi năm cúng tổ người trung quốc bất luận là tin tôn giáo nào họ cũng không quên tổ tiên họ phải đến tham gia cúng tổ trong cúng tổ thì có thể giảng giải phật pháp có thể giảng giải nền giáo dục truyền thống như vậy dần dần Mới có thể cảm hóa Tất cả đại chúng được Cho nên lợi dụng từ đường Để làm đạo tràng Sẽ thù thắng hơn rất nhiều So với chùa miếu Thế nhưng những người này Qua đó cũng không tiếp nhận Lời kiến nghị của tôi Cho nên người Nhật Bản Người Trung Quốc Xây đạo tràng ở Mỹ Cũng rất nhiều trên thực tế đều là đế độ kiều dân Trung Quốc Thật sự người bản địa bước vào thì vô cùng ít Nguyên nhân là ở chỗ này Chúng ta đảo ngược vị trí góc ngọn rồi Tuy trải qua hơn 100 năm Lấy nước Mỹ làm thí dụ Phật Pháp truyền đến hơn 100 năm rồi Mà đến nay vẫn không có cách gì bén rễ được Không cách gì hoàng dương được Rất nhiều người không biết nguyên nhân ở chỗ nào Tôi giảng kinh ở các nơi trên nước Mỹ Có nhắc nhở mọi người Bản thân chúng ta không có phước báo Năng lực rất yếu ớt Tôi đề xướng là hiện đại hóa và bản địa hóa bạn xây đạo tràng ở nước mỹ hình thức của đạo tràng nhất định là kiến trúc kiểu mỹ tuyệt đối không được đem dạng kiến trúc kiểu cung điện của trung quốc mang đến nước mỹ người mỹ nhìn thấy đây là từ nước ngoài đến văn hóa ngoại lai sẽ lập tức nảy sinh tâm bài xích ngay không bước vào cho nên tôi khuyên mọi người xây đạo tràng ở Mỹ Xây kiểu gì vậy? Xây kiểu tòa bạch ốc Xây kiểu tòa nhà quốc hội Mỹ Họ nhìn thấy đây là văn hóa bản địa Nên dễ dàng bước vào Tạo hình tượng Phật Bồ Tát ở bên trong vẻ mặt nhất định phải giống như người Mỹ Khi họ nhìn thấy À đây là người của chúng ta Vậy mới có thể độ được những người ở nơi đó Chúng ta phải biết Thời cổ đại 2000 năm trước phật pháp truyền đến trung quốc những vị cao tăng ấn độ này thật thông minh tạo những tượng phật này có vẻ mặt của người trung quốc xây dựng đạo tràng mang hình thức của người trung quốc người trung quốc tôn kính nhất là đế dương kiểu cung điện mà đế dương ở này họ mô phỏng theo cách thức đó để mà xây dựng đạo tràng cho nên mọi người nhìn thấy đều ưa thích Người nào có đủ phúc phận trong đời Có thể vào tham quan hoàng cung đâu Không có cơ duyên này Không có phúc phận này Và chùa miếu và một dòng Cũng gần giống như vào hoàng cung vậy Cho nên họ nhất định sẽ bước vào Đạo lý này phải hiểu Đây là cơ sở vật chất Nội dung bên trong nhất định phải dạy hiếu phải dạy kính Bắt đầu làm từ hiếu kính Người xưa hiểu được Tại vì sao Phật giáo truyền đến Trung Quốc Được mọi người nhiệt liệt quan nghênh Chính là do đường lối cơ bản Vì giáo dục của nó Với cổ thánh tiên hiền Trung Quốc Không hẹn mà gặp Nền giáo dục nho gia Cũng là xây dựng trên nền tảng Của hiếu đạo phật pháp cũng như vậy thế nữa phật pháp nói còn tường tận rõ ràng sáng tỏ hơn cả nho gia cho nên khi truyền đến trung quốc liền được triều đình và nhân dân trung quốc nhiệt liệt quan nên đạo lý là ở chỗ này nó thật sự có lợi ích đối với xã hội đối với quốc gia đối với nhân dân tuyệt đối không phải là mê tín Năm xưa Tu học Phật Pháp Điều này có thể nhìn thấy Trong lịch sử Trung Quốc Là những người nào vậy Là giai cấp sĩ phu Thời xưa gọi là giai cấp đại sĩ phu Ngày nay gọi là phần tử trí thức Không phải là người thông thường Thật sự là người có học vấn, Có đạo đức Họ tu học Phật Pháp họ tiếp xúc phật pháp tín ngưỡng phật pháp y giáo phụng hành như vậy mới có thể thực sự đạt được hiệu quả thay đổi phong tục dẫn dắt nếp sống của dân gian nếp sống này là nếp sống thiện lương chùa chiền hiện nay đã biến chất rồi không còn dạy học nữa trước đây chùa chiền là trường học là cơ sở dạy học hiện nay biến chất rồi biến thành nơi siêu độ cho người chết vậy là hoàn toàn biến chất thay đổi quá lớn rồi việc siêu độ này vốn dĩ không có trong phật giáo tại vì sao lại diễn biến thành hiện tượng này lúc tôi mới học phật pháp có gần gũi pháp sư đạo an vào lúc đó chúng tôi cùng nhau lập ra đại chuyên phật học giảng tọa tôi liền thỉnh giáo với ông nguyên nhân nào có phật sự ra đời sao lại biến thành tình trạng này ngài kể cho tôi nghe một câu chuyện Tôi suy nghĩ Cũng có đạo lý Ngài nói sự bắt nguồn này Có thể là vào khoảng năm Khai nguyên Của triều đường Thời đại đường Minh Hoàng Đường Minh Hoàng tuổi về chiều Bởi vì sủng ái dương quý phi Nên bị triều đình và nhân dân dị nghị Dẫn đến An Lộc Sơn tạo phản Gần sắp mất nước may nhờ có quách tử nghi giúp đỡ mới dập tắt được cuộc loạn động này quân dân bị thương vong rất nhiều cho nên sau khi dẹp được động loạn này ở mỗi chiến trường triều đình liền xây một ngôi chùa miếu đều lấy tên là chùa khai nguyên chùa khai nguyên đã được xây dựng lên như vậy xây dựng đạo tràng này là để truy điệu quân dân tử nạn mời pháp sư tụng kinh làm siêu độ nơi đó gọi là pháp hội truy điệu nó được bắt đầu như vậy triều đình quốc gia đề xướng truy điệu vong hồn tử nạn thì dân gian liền noi theo cho nên sau khi người già trong dân gian qua đời Cũng mời Pháp Sư đến làm Phật sự siêu độ Chẳng thời đó siêu độ là diệt phụ Đạo tràng giảng kinh thuyết Pháp Vẫn dắt đại chúng tu hành Vẫn là việc chính Đây chỉ là việc phụ mà thôi Hiện tại nó trở thành diệt chính quy chính thức rồi Diệt chính không còn nhìn thấy nữa Hết rồi Biến việc phụ thành việc chính rồi vậy thì điên đảo rồi như vậy là có xu hướng mê tín rồi những sự thật này diễn biến hình thành như thế nào chúng ta cần phải biết nó thật ra những phương pháp lý luận nguyên lý nguyên tắc siêu độ đó đều có ở trong kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện người siêu độ làm thế nào có thể khiến cho Người được siêu độ Lìa khỏi ác đạo Có thể sanh thiên Hưởng được thiên phước Trên kinh nói rất rõ ràng Bản thân người siêu độ Phải chứng quả mới được Bản thân người siêu độ không thể nâng cao cảnh giới của chính mình không thể chứng quả thì người được siêu độ được lợi ích rất có hạn giống như trên kinh này có nêu ra thí dụ như quan một nữ đây là người con gái có co hiếu biết được mẹ của mình lúc còn sống đã tạo rất nhiều tội nghiệp cô biết phật pháp nếu đúng như lời Phật nói Thì ngành nghề về việc mà mẹ cô cả đời làm Tương lai nhất định phải đọa địa ngục Đọa địa ngục thì quá khổ rồi Địa ngục là dễ bước vào Nhưng khó thoát ra Nếu cô muốn cứu mẹ của mình Vậy thì chỉ có cầu Đức Phật Phật dạy cô phương pháp gì? Dùng phương pháp niệm Phật Không có dạy cô dùng phương pháp khác bà la môn nữ dùng phương pháp niệm phật quan mục nữ cũng là dùng phương pháp niệm phật không phải dùng phương pháp khác mà là dùng niệm phật bà la môn nữ niệm một ngày một đêm chúng ta ngày nay đó là tinh tấn niệm phật cô là một phạm phu niệm một ngày một đêm để cứu độ mẹ của mình cô niệm rất chân thành rất khẩn thiết rất đúng như Pháp Một ngày một đêm Thì được nhất tâm bất loạn Trong Kinh Di Đà nói Nếu một ngày hai ngày Cho đến bảy ngày Được nhất tâm bất loạn Cô liền chứng quả Cho nên cô ở trong định Liền đi đến địa ngục Quỷ dương địa ngục thấy cô đến Liền chắp tay Gọi cô là Bồ Tát Bạn xem Cô từ Phạm Phu Tu hành một ngày một đêm Là siêu phạt nhập thánh Đạo lý là ở chỗ này liền hỏi cô Bồ Tát ngài đến nơi đây để làm gì Cô hỏi Quỷ Dương Đây là nơi nào Quỷ Dương nói cho cô biết Đây là địa ngục Địa ngục chỉ có hai hạng người Có thể đến được Một là tạo nghiệp thọ báo Thứ hai là Bồ Tát nếu không phải hai loại người này thì không thể nhìn thấy địa ngục cho nên cô liền hỏi tâm tích mẹ của mình quỷ dương đó liền nói cho cô biết mẹ của cô ba ngày trước đã sanh về trời đau lợi rồi không những mẹ cô mà người chịu tội cùng với mẹ cô cũng thấy đều được sanh về trời đau lợi rồi nghe nói Bà có người con gái hiếu thảo Tu phước cho bà Bố thí cúng dường Đức giác hoa định tự tại dương như lai Nhờ phước báo này bà sanh thiên rồi Phước báo này giảng như thế nào đây Nếu như Không phải do mẹ của cô Tạo tội nghiệp Đọa vào địa ngục Thì có thể cả đời quan mục nữ Không thể đạt đến cảnh giới này Bình thường niệm Phật sẽ giải đãi Sao có thể niệm đến nhất tâm được chứ Đây là vì cứu mẹ mình Nên phải dốc sức Cho nên chỉ một ngày một đêm Là chuyển đổi nâng cao cảnh giới chính mình Cô có thể chuyển phạm thành thánh Nên nhờ vào sức mạnh nào vậy Là do cái duyên này của mẹ cô giúp cô Mẹ cô sanh thiên là do đạo lý này nếu như cô chỉ làm siêu độ trên hình thức Thì không có tác dụng chính mình không được phước mà người được siêu độ cũng không được phước pháp giới của ác đạo không có khác gì so với pháp giới của chúng ta nếu như nói gia đình này của bạn con cái của bạn nhận được sự giáo dục rất tốt ra ngoài xã hội được mọi người tôn trọng bạn làm đến tổng thống làm đến bộ trưởng thì người làm cha mẹ này của bạn đi đến bất kỳ nơi nào cũng được người ta tôn kính là đạo lý giống nhau bản thân bạn không có thành tựu thì cha mẹ bạn sao có thể được quỷ thần cung kính được chứ cho nên trên kinh nói siêu độ có bảy phần công đức thì mình được sáu phần còn người được siêu độ chỉ được một phần Chính mình niệm Phật một ngày một đêm Niệm đến nhất tâm bất loạn Đây là chính bản thân bạn được công đức Còn mẹ của bạn được thơm lây Nhận được phước của bạn Sanh về trời đau lợi Đây là một phần bảy công đức cho nên nếu mình không thành tựu thì đối phương không thể được phước lớn như vậy thông thường bố thí đó chỉ là mời họ về ăn cơm giống như đốt vàng mã lúc vàng mã là mời khách mời ăn cơm họ chỉ được ấm no mà thôi được no ấm không thể giúp họ lìa khỏi đường ác được thật sự lìa khỏi đường ác trong pháp sự siêu độ thì những pháp sư làm siêu độ này phải tùy văn nhập quán sau khi khóa pháp sự này thực hiện xong bản thân họ thật sự thành bồ tát cảnh giới của họ được nâng cao thì hiệu quả của việc siêu độ đó sẽ rất lớn toàn bộ người được siêu độ nhất định sẽ sanh thiên bạn hỏi tại vì sao họ sanh thiên bởi vì việc phật sự siêu độ này những vị pháp sư này nghiêm túc như vậy dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để tu học bản thân họ siêu phàm nhập thánh từ địa vị phàm phu nâng lên đến bồ tát đạo lý nó là như vậy nếu như sau khi Phật sự làm xong rồi, bạn vẫn còn là phàm phu thì bạn không có năng lực này. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Cho nên làm Phật sự siêu độ phải thật nghiêm túc. Đọc những kinh văn này, đọc những bài kệ này, như định phải khế nhập cảnh giới này. Sau khi nhập cảnh giới này rồi phải không thói chuyển. thì công đức là vô lượng vô biên không biết là bao nhiêu người sẽ được phước không được phép làm qua loa cho xong chuyện không được phép siêu độ đâu có thể bàn đến chuyện tiền bạc đó là làm ăn mua bán như thế thì không có công đức gì rồi toàn bộ rơi vào hình thức vậy là sai rồi không chỉ là siêu độ vong linh mà thật sự là siêu độ chính mình mình được siêu độ thì vong linh cũng được siêu độ theo bản thân không siêu độ thì nhất định không thể độ nổi vong linh được rồi phật pháp thường nói chưa độ được mình mà muốn độ người khác là chuyện viễn vong không có đạo lý này chúng ta xem thấy ở trên kinh quan mục nữ thật sự độ được mình rồi sau khi độ được mình rồi Như vậy mới có thể độ người Những vong linh này Nương nhờ phước lực của cô Mà siêu sanh Siêu sanh cao nhất Cũng chỉ có thể đến trời đau lợi Muốn cao hơn nữa Thì nhất định mình phải có công phu tu hành Chứ người khác không thể giúp được bạn xem làm phật sự siêu độ năm xưa ở trung quốc làm quy mô lớn nhất là lương võ đế lương võ đế siêu độ cho cung phi của ông người chủ trì pháp hội siêu độ này là bảo chí công đó là cao tăng thời đương đại là bảo chí công sau này chúng ta biết đó là bồ tát quan thế âm hóa thân bồ tát quan thế âm đích thân chủ trì pháp hội siêu độ và vì sau truyền lại chính là Lương Hoàng Sám Bồ Tát Quan Thế Âm chủ trì Pháp hội này Siêu độ cho cung phi của vua Lương Võ Đế Cũng chỉ đến trời đau lợi Nếu chư Phật Như Lai đến chủ trì cũng vậy Dựa vào phước báo của người khác Chỉ có thể đạt đến cảnh giới này Muốn lên trên nữa Nhất định phải dựa vào sự tu hành của chính mình Mình không có công phu tu hành Thì không được rồi nhờ phước báo của người khác cao nhất chỉ đến trời đau lợi đạo lý và chân tướng sự thật này chúng ta đều cần phải biết rõ ràng minh bạch cho nên chính mình tu hành thực sự chuyển được cảnh giới rồi chân thật có công phu rồi thì phật sự siêu độ có thể không cần hình thức bạn xem trong ảnh trần hồi ức lục Lão Pháp Sư Đàm Hư có kể lại Năm xưa Ngài có mấy người bạn Cùng với nhau nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm Trong đó Ngài có một đoạn Tám năm lặng lẽ đọc Lăng Nghiêm Đây là cư sĩ tại gia Mỗi ngày Còn phải làm việc Cuộc sống bôn ba Không thể chuyên tâm được Nhưng trong thời gian tám năm Chuyên tâm vào Trong bộ kinh này Cho nên nhiều ít Họ cũng có chút định lực Nếu như thời gian 8 năm Mà học đến 8 bộ 10 bộ Thì không có hiệu quả Thời gian 8 năm Ở trên một bộ Tâm định vào trong bộ kinh này Hoàng gia trái chủ của họ Tìm đến họ nhờ siêu độ Đến cầu họ lúc đầu ông nhìn thấy những hồ quỷ này đến thì sợ hãi đây đều là oan gia trái chủ trước đây sợ họ đến kiếm chuyện cuối cùng những oan gia trái chủ này đến quỳ trước mặt ông cầu siêu độ nên tâm ông liền an lời ngay, không phải đến kiếm chuyện cách siêu độ như thế nào chỉ cần ông nhận lời là được rồi không vấn đề gì tôi nhận lời anh thì nhìn thấy hồ quỷ này đạp lên đầu gối rồi đạp lên vai của ông sanh thiên không có nghi thức gì cả bản thân bạn đạt đến cảnh giới này có công phu này rồi họ sẽ nhờ phước báo này của bạn chỉ cần bạn nhận lời là được rồi cho nên siêu độ vong linh bạn phải biết hoàn toàn là dựa vào đức hạnh của mình hoàn toàn là dựa vào công phu tu hành của chính mình chúng ta ngày nay pháp hội siêu độ của cư sĩ lâm kết hợp cùng với giảng đường và niệm phật đường của chúng ta sức mạnh này rất lớn bên dưới làm hình thức phật sự siêu độ nội dung thực sự bên trong đó là dựa vào niệm phật đường cho nên việc siêu độ này vô cùng thù thắng nhất định là kiểu siêu độ trước đó không thể sánh bằng quả thật là có chư phật bồ tát ở đạo trà có thiện thần hộ pháp ở đạo trà những vị đồng tu pháp sư làm siêu độ này của chúng ta dùng tâm chân thành thanh tịnh nên cảm ứng không thể nghĩ mà chân thật là tu vô lượng vô biên phước báo chúng ta hiểu rõ đạo lý này biết rõ sự cảm ứng của điện tâm nó thật ra là sống của những tư tưởng khởi tâm động niệm này, khởi tâm động niệm đều là thiện, thuần thiện. Sức mạnh này rất mạnh. Sức mạnh của sống này có thể nhiễu loạn được sóng niệm ác của chúng sanh, kể cả những quỷ thần ở trong thế gian. Chúng ta có thể san bằng được sóng ác của họ. Như vậy thì sẽ sinh ra được hiệu quả rất lớn Ở trong đây thật sự có đạo lý Đoạn này là nói trong khi sinh sản Tụng niệm kinh này có lợi ích Niệm kinh nếu như có thể hiểu rõ Lý luận, phương pháp, cảnh giới mà trong kinh điển nói Vậy thì sức mạnh đó sẽ càng thù thắng hơn Bởi vì bạn biết rõ Nên khi bạn đọc sẽ tùy phân nhập quán Bình thường chúng ta không thể chuyển được cảnh giới Chỉ ít trong lúc đọc tụng cũng có thể chuyển được chút ít Bạn có thể chuyển được một phần vài phần Cũng có thể sanh hiệu quả Hiệu quả này đều biểu hiện ra ở trên sóng Nếu như thể hội được sâu hơn nữa Bình thường có thể y giáo tu hành Thì sức mạnh sẽ không thể nghĩ bạn Phía dưới Nói quả báo Thị tân sanh tử Đứa trẻ mới sanh Hoặc là bé trai Hoặc là bé gái Túc hữu ưng báo Tiện đắc giải thoát Trong đời quá khứ Nếu như nó có tạo tội nghiệp Đời này phải đến thọ báo Thì tội này sẽ bị tiêu hết Quả thật là Có thể tiêu trừ được nghiệp chướng cho những đứa trẻ này tiêu trừ nghiệp chướng lúc này sẽ dễ tiêu khi đứa bé lớn rồi nó suốt ngày nghĩ ngợi lung tung lúc đó bạn muốn tiêu trừ nghiệp chướng thì không thể giúp được rồi ngay lúc này nó hoàn toàn nghe lời cho nên tiêu trừ nghiệp chướng phải thực hiện vào lúc này chúng ta mới thể hội được Việc thai giáo mà cổ thánh tiên hiền nói Quan trọng biết bao Phật môn gọi cái này là thai giáo Bên dưới nói an lạc di dưỡng Thọ mạng tăng trưởng Đứa bé này Nghiệp chướng tiêu trừ Tai nạn cũng được tiêu trừ Rất dễ nuôi Nó lại được tăng tuổi thọ nếu như đứa bé này nương theo Phước lực mà thọ sanh Trong đời quá khứ nó có tu phước Chúng ta nói nó đến để báo ân Nó có ân đức với cha mẹ trong đời quá khứ Bản thân cũng tu phước Chuyển tăng an lạc Cập giữ thọ mạng Bạn có thể chỉ dạy nó Giúp đỡ nó được như vậy thì phước báo của nó sẽ càng lớn hơn nữa Thọ mạng sẽ càng lâu dài hơn Trong chú giải Cùng chú giải rất hay Có thể tham khảo Chúng ta không cần phải nói nhiều nữa Cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo trăm phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật 那份。